Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng đồng hồ von ohm đa năng. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn 3 phần chính, đó là đo điện một chiều DC, đo điện xoay chiều AC và đo ohm. Còn phần ampere thường thực tế thì ít có sử dụng. Nên hôm nay mình chỉ hướng dẫn cho các bạn 3 phần, đó là đo điện một chiều DC, đo điện xoay chiều AC và đo ohm. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đo ohm. Đây là phần đo ohm nha các bạn. Đo ohm thì trước tiên các bạn phải lắp pin vào, vì đo ohm nó cần phải có pin. Đo ohm là nó chỉ đo nguội thôi nha các bạn, là có nghĩa là nó đo cái vật đó không có dòng điện, nên nó phải cần pin. Đây là hai cục pin để sử dụng khi đo ohm nha các bạn. Và đây là cái phần đo ohm, nó phải cần có sử dụng hai cục pin lắp ở đằng sau này nha các bạn. Và một bên nữa là nó lắp cục pin 9V. Thì thường cái này không sử dụng, mà nếu các bạn sử dụng thì pin 9V này nó chỉ cần cho cái nhân 10 bên cái phần đo ohm á, nó chỉ cần cho nhân 10 và để đo tín hiệu ra. Thì mình mới cần cục pin 9V nha các bạn. Còn nếu các bạn nào không cần thiết thì cũng không cần sử dụng. Rồi bây giờ mình lắp cái nắp vào. Nếu các bạn nào mà cần nâng cao cho công việc của mình thì sử dụng pin 9V. Còn các bạn nào mà không cần thiết thì khỏi lắp 9V cũng được nha bạn. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đo ohm. Đầu tiên các bạn sẽ bật về nhân 1. Và các bạn sẽ chập hai cây kim lại. Lúc này thì cây kim sẽ lên. Và các bạn sẽ có cái nút đó. Các bạn sẽ quặn điều chỉnh cái cây kim cho nó ngay với cái số 0 á. Nếu mà đo ohm thì mình sẽ tính cái thang trên cùng nha các bạn. Đó, cái thang trên cùng đó là để đo ohm. Khi đo ohm là các bạn tính từ bên phải sang bên trái nha các bạn, cái thanh trên cùng á. Và trước khi đo thì chúng ta sẽ chập kim lại, chúng ta chỉnh cho nó ngay với cái số 0, cái kim á, ngay số 0. Rồi và bây giờ mình sẽ đo thử một cái cọng dây cho các bạn xem nha. Ví dụ bây giờ mình muốn đo một cái cọng dây màu đỏ trong cái ống dây này, mình muốn biết cái cọng dây màu đỏ này nó còn hay nó bị đứt, thì mình kẹp một đầu vô cọng dây màu đỏ bên này và mình đo một đầu còn lại bên cọng đỏ bên này, thì cái kim nó sẽ lên, thì chứng tỏ là cọng dây này nó còn, vì dòng điện sẽ chạy ngang qua cọng dây này. Rồi ví dụ bây giờ mình muốn đo cái cọng dây đồng này coi nó có đứt hay không, thì các bạn sẽ kẹp một que vào cái đầu một bên, còn một bên mình sẽ chạm cái kim bên kia vào và đồng hồ nó lên, chứng tỏ là cọng dây đồng này nó còn. Rồi ví dụ bây giờ mình muốn đo con điện trở nha các bạn. Ví dụ con điện trở này nó có màu nâu đen đen là nó 10 ohm. Thì chúng ta phải để thang nhân 1 và kẹp hai cái đầu hai que đo vào cái con điện trở này. Đó, nó sẽ lên 10 ohm. Đó, các bạn thấy không? Nó chỉ lên gần số 10 đó. Tính từ bên phải qua là 10 ohm. Thì nó cũng tương đương thôi nha các bạn, chứ không có chính xác tuyệt đối là phải ngay một số 10 ohm chính xác nha các bạn. Tự nó cũng phải có xê xích chút xíu. Đó là con điện trở 10 ohm. Rồi bây giờ mình sẽ đo con điện trở khác. Điện trở này có màu nâu xanh lá. Nếu mình để ở thang nhân 1 thì 150 kg. Nó chỉ tới 2 kg là hết rồi các bạn. Nên nó sẽ không có đo được con điện trở này tới 150 kg lận. Mình đo thì nó sẽ không đủ để nó lên. Lúc này các bạn phải bật cái thang đo lên. Đầu tiên các bạn bật lên nhân 10. Khi các bạn bật lên nhân 10 thì tất cả các trị số ở trên cái thang đo của ohm á, nó phải nhân hết cho 10.
Ví dụ như 5 thì thành 50, 10 thành 100. Ví dụ là vậy. Rồi các bạn bật lên nhân 100 thì tất cả trị số trên thang đo phải nhân cho 100. Ví dụ 10 thành 1.000, 20 thành 2.000. Nếu các bạn bật lên thang nhân 1.000 thì tất cả các trị số trên thang đo phải nhân hết cho 1.000. Ví dụ như 10 thì thành 10.000, 20 thì thành 20.000. Cũng tương tự như mấy thang đầu đó các bạn. Nếu các bạn đo con điện trở 150 kg thì nằm ở khoảng này. Và các bạn phải bật về cái thang nhân 1 kg thì tất cả các trị số trên thang đo ohm sẽ phải nhân cho 1.000 nha các bạn. Đó, ở khoảng này. Khi các bạn nhân cho 1.000 thì ở đây là 100 kg nha các bạn. Thì 150 kg là nó sẽ xịt lên một chút trên đây. Và khi ta đo là nó sẽ nằm ở khoảng giữa 100 kg với 200. Khi các bạn để nhân 1.000, các bạn không được để hai tay đụng vào hai kim nha các bạn. Vì hai tay đụng vào nó sẽ lên kim và cái trị số nó sẽ bị sai. Cho nên các bạn giữ một đầu và đo một đầu. Rồi, bây giờ ví dụ các bạn muốn đo thang nhân 10.000 thì tất cả trị số ở trên thang đo ohm phải nhân hết cho 10.000. Và các bạn phải sử dụng cục pin 9V thì nó mới có tác dụng. Nếu bạn có nhu cầu thì các bạn sẽ gắn cục pin 9V vào. Còn nếu không nhu cầu thì khỏi cũng được nha các bạn. Đó là cái phần đo ohm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ sơ lược lại cho các bạn dễ hiểu. Nhân 1 là từ 0 ohm cho tới 2.000 ohm. Nếu các bạn bật nhân 10 thì tất cả trị số trên cái thang đo ohm phải nhân hết cho 10. Ví dụ 10 là thành 100. Rồi các bạn nhân lên cho 100 thì tất cả trị số trên cái thang đo phải nhân cho 100. Và cũng tương tự như vậy, nhân 1 kg thì tất cả nhân cho 1.000. Có những lưu ý khi đo ohm các bạn cần biết nha các bạn. Nếu như các bạn đo ở thang nhân 1 thì các bạn có thể là đụng hai tay vào cái hai cái que đo được. Đây, ví dụ các bạn đụng hai que đo được, nó không ảnh hưởng. Nhưng nếu các bạn đo ở thang nhân 1 kg hoặc 100 hay là nhân 10 vậy cũng vậy, các bạn không được quyền đụng hai tay vào vì tay mình nó có mồ hôi, nó sẽ dẫn điện và nó sẽ sai số nha các bạn. Đây, ví dụ các bạn đo con điện trở này thì các bạn phải cầm một đầu và một đầu kia các bạn không được đụng tay vào. Một lưu ý nữa là đo ohm là các bạn chỉ đo nguội thôi nha các bạn. Có nghĩa là đo những cái vật không có điện. Nếu các bạn mà đo những vật có điện như cục pin hay cái gì thì nó sẽ hỏng cái đồng hồ đó nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đo điện một chiều DC. Đây là khu vực đo điện một chiều DC nha các bạn. Và trên mặt đồng hồ thì nó có 3 thang đo nha các bạn. Và 10, 50 và 250. Đo DC thì nó sẽ tính từ bên trái qua phải. Nếu các bạn muốn đo cái nguồn điện cao nhất là 10V trở xuống thì các bạn bật 10, nó ứng với cái thang đo trên cùng là 10. Và các bạn đo tính từ trái sang phải nha các bạn. Nếu các bạn muốn đo cái nguồn điện từ 50V trở xuống thì các bạn bật lên 50 và tính ở cái thang ở giữa là thang 50. Cũng tính từ trái sang phải. Còn nếu các bạn muốn đo một cái nguồn điện lớn hơn 50V thì các bạn sẽ bật lên thang 250. Nó là cái thang ở dưới đó các bạn, đó thang 250.
Nó cũng tính từ trái sang phải như hai cái thang ở trên nha các bạn. Còn nếu các bạn muốn đo cái nguồn điện lớn hơn 250V thì các bạn sẽ bật lên nhân 1000. Lúc này trên cái thang đo nó sẽ tính lại cái thang đầu tiên của 10 đó các bạn. Thì lúc này ở cái 2V thì nó sẽ thành 200, 400, 600, 800 và 1000 nha các bạn. Rồi nếu các bạn muốn đo cái nguồn điện 2,5V trở xuống thì các bạn sẽ bật về 2,5 và các bạn tính ở thang 250. Lúc này là thang 250 nó sẽ thành 2,5V là hết ga, thì các bạn tự tính ra nha. Và bây giờ mình sẽ đo thực tế cho các bạn xem nha. Mình sẽ đo cục pin 9V. Mình để ở thang đo 10 nha các bạn. Là cái dòng trên cùng á, là cao nhất là 10V. Và bây giờ mình sẽ đo thử nha các bạn. Thì cái dòng này là cao nhất là 10V nên 9V nó sẽ gần tới đó các bạn. Đó. Đây là 9V đó các bạn. Rồi, tiếp theo mình sẽ đo một cục pin khác cho các bạn nha. Đây là cục pin 3,7V. Mình vẫn để ở thang đo 10 luôn nha các bạn. Thì 3,7V thì nó nằm ở tầm cỡ gần 4V, xích lại tí. Và bây giờ mình kẹp vào đo thử nha. À, lên có 2V mấy rồi các bạn. Vậy là cục pin này đã hết rồi nha các bạn. Tại vì cục pin hết rồi, lâu rồi mình cũng không để ý. Rồi, tiếp theo mình sẽ đo cho các bạn một cục pin khác. Đó là cục pin tiểu. Cục pin này là 1,5V nha các bạn. Đây, là 1,5V đó các bạn. Nếu các bạn để ở thang đo nhân 10 thì nó sẽ lên ở khoảng đó nha các bạn. Nếu các bạn muốn cho nó rõ hơn thì các bạn sẽ bật ở thang 2,5V. Thì các bạn sẽ tính là cái dòng thứ ba đó là 250V đó, là nó sẽ thành là cao nhất là 2,5V nha các bạn. Vì cục pin có 1,5V nên các bạn để ở thang 2,5V thì cái độ chia của nó lớn hơn nên các bạn sẽ nhìn nó rẻ dễ hơn nha các bạn. Đấy, 1,5V đó các bạn, đúng luôn đấy. Đúng 1,5 luôn đó các bạn. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đo điện xoay chiều AC. Đây là khu vực đo điện xoay chiều AC nha các bạn. Nó cũng giống như bên DC thôi các bạn. Nó cũng sử dụng ba cái thang đo của bên DC y như vậy luôn nha các bạn. Nếu các bạn để ở thang đo nhân 10 thì các bạn cũng sử dụng ở cái thang trên cùng là 10, là cao nhất là 10 đó. Nếu các bạn sử dụng thang 50 thì ở giữa, và cái thang 250 là ở dưới, là cao nhất là 250 đó các bạn. Còn nếu các bạn đo ở thang 1000 thì các bạn cũng sử dụng ở trên thang trên cùng thì nó sẽ nhân tính lên bằng 1000 nữa nha các bạn. Cũng tương tự y như bên DC đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đo thực tế cho các bạn xem nha. Đây là những cục pin là DC một chiều nha các bạn. Và đây là cái cục tăng phô biến áp điện. Nó là AC là 2 chiều đó các bạn. Đó là 220V, nó giảm xuống còn 15V đó các bạn. Đây là pin thì là 1 chiều. Còn cái cục AC là điện xoay chiều là từ mấy cái cục tăng phô nó ra đó các bạn. Bây giờ mình đo thử cho các bạn xem nha. Đây là cái nguồn ra của nó là 15V nên nó đã cách ly, nó không có giật nha các bạn. Còn nếu các bạn không rành về điện thì các bạn đừng có bốc vào nha. Còn nếu các bạn rành rồi thì các bạn hiểu là nó đã cách ly ra rồi. Thành ra cái nguồn ra 15V này nó sẽ không giật nha các bạn. Còn nếu các bạn không hiểu thì tốt nhất các bạn đừng động vào. Rồi,
Nếu các bạn để ở thang đo 10 thì nó cũng thể ở trên cùng, y như là bên DC vậy các bạn. Mà cái nguồn này là nó xuống tới 15V, nếu các bạn để ở thang đo 10 thì nó sẽ hết kim nha các bạn. Đây các bạn xem, đó nó sẽ hết kim. Thì vì nó cao nhất chỉ có 10V thôi, mà cái này tới 15V, thành ra buộc các bạn phải bật lên 50. Thì nó tính cái thang ở giữa 50 đó các bạn. Đó là 0V, 10V, 20V, 30V, 40V, 50V đó các bạn. Thì 15V là nó nằm ở khoảng này các bạn. Đó, 15V là nằm ở khoảng này. Rồi, chúng ta đo thử nha. Mình nhắc lại các bạn không rành điện thì các bạn đừng có bóc vào nha. Đó, 15V đó các bạn. Vì đây là cái nguồn nó đã cách ly rồi, nó không có giật nha các bạn. Phải hiểu. Còn nếu các bạn không hiểu thì các bạn đừng có đụng tay vào. Và bây giờ mình sẽ đo điện lưới 220V cho các bạn xem nha các bạn. Mình sẽ bật về thang 250AC là đo điện xoay chiều đó các bạn. Vì điện lưới của mình là 220V nên mình bật về thang 250V AC nha các bạn. Rồi bây giờ mình cắm vào đo cho các bạn xem thử nha. Đây, đây là điện 220V AC đó các bạn. Rồi, nếu các bạn muốn đo ở thang 1000 cũng được nha các bạn. Thì các bạn bật lên 1000 và tính ở cái thang trên cùng là thang 10 á. Thì lúc này nó sẽ thành là thang 1000. Thì 220V nó nằm ở khoảng này nha các bạn. Đó, nằm ở khoảng đó. Rồi, giờ mình đo thử cho các bạn xem nha. Lưu ý là các bạn khi đo điện cao vôn thì các bạn phải cẩn thận nha các bạn. Phải cẩn thận, cái thang đo phải cho đúng và khi mấy cái que đo các bạn cũng phải cách ly cho tốt nha. Vì cái điện xoay chiều cao vôn này nó rất là mạnh nên các bạn phải cẩn thận nha. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi các bạn. Chúc các bạn thành công. Nếu có gì không hiểu thì các bạn có thể comment ở phần dưới để mình trả lời cho các bạn nha. Mến chào các bạn.